Kính chào các bạn, rất hân hạnh được mang đến trận đấu này cho các bạn. Cầu thủ của bóng đang nhận được sự hỗ trợ cần thiết của đội. Paulo Di
phía sau Martin. Vâng, chính nó, tiếng còi kết thúc trận đấu từ trọng tài. Anh có nghĩ trận đấu này thật tuyệt vời không? Ai có thể ngờ trận đấu lại có kịch bản như thế này, bước vào trận đấu ở cửa dưới nhưng họ lại giành chiến thắng. Vâng, rất ít người có thể tính được trường hợp này. Phải nói là không có ai, kể cả anh và